Thời lượng cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng nhóm phóng viên Đời Sống Giải Trí. Chúng ta sẽ đến với chợ phiên Vintage Art diễn ra vào ngày hôm qua, ngày 18 tháng 1 năm 2015, tại số 100 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Chợ phiên độc đáo lần thứ 2 này được tổ chức bởi sự phối hợp của Hội Chợ Phiên Đồ Xưa và Real Art. Ngoài ra, đây cũng là dịp quyên góp quỹ từ thiện cho chương trình Cơm Có Thịt. Trong chợ phiên Vintage Art có 40 gian hàng thời trang, phụ kiện đồ handmade độc đáo, đa dạng, phong phú của hợp tác xã Vintage. Một số món đồ sưu tầm độc lạ hiếm xưa là của các thành viên chợ phiên đồ xưa. Mặt hàng thì nhiều loại xưa cũ xen lẫn với đương đại. Ngoài ra tại chợ phiên này còn có tranh của các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam là thành viên của nhóm Riap. Mình cũng đã đi tham gia, nghĩa là tham quan cái hội chợ này rất nhiều lần và thấy rằng là những người đến đây thì là các bạn trẻ rồi là các bạn nước ngoài rất là nhiều. Và thấy là các sản phẩm ở đây thì mình thấy đánh giá là về mặt mỹ thuật cũng như là chất lượng đều ok. Và mình cũng thấy rất là vui là cũng có cơ hội tham gia cái hội chợ này. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn là mỗi một tháng được tổ chức một lần như này. Và nếu như mà điều kiện là mọi người lại biết nhiều hơn, mọi người chia sẻ những cái thông tin này nhiều hơn về cái việc làm, mọi người đều muốn chia sẻ những cái tấm lòng thiện nguyện như thế này với cả những người bạn thì khả năng này cũng sẽ có thêm những cái buổi nó gần hơn, cái thời gian nó sẽ gần hơn. Mục đích của chợ phiên không chỉ mang lại không gian cho những người yêu thích đồ handmade, thời trang mang hơi hướng cổ điển của nhiều thập niên cũ, mà còn là cơ hội để những người tham dự hội chợ làm từ thiện hiệu quả với chương trình Cơm Có Thịt. Khoản tiền vé vào cửa cũng dành hoàn toàn để ủng hộ cho chương trình từ thiện.